Chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2022, ngày cuối cùng của tháng 6 rồi anh em. Không biết tháng vừa rồi anh em như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân của mình á, tháng 6 là một tháng rất là nhiều ý nghĩa luôn á mọi người. Thứ nhất là mình được kết bạn với lại rất là nhiều anh em đam mê chơi cá coi trên những cái diễn đàn cũng như là trên kênh của mình nè. Thứ hai là mình chia sẻ được những cái mẫu hồ cũng như là những cái cách làm lọc rất là hiệu quả lên cho mọi người tham khảo. Và cái thứ ba là mình nhận được rất là nhiều cái sự yêu thương, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm bên mình của mọi người. Thì thông qua video này, mình xin chúc cho mọi người luôn thật là nhiều sức khỏe nè. Những cái gì chưa đạt được của tháng 6 thì mình sẽ bỏ đi để mình bắt đầu hướng đến tương lai, hướng đến những cái điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước anh em nha. Như thường lệ thôi mọi người, mình sẽ tiếp tục với lại giới thiệu với lại anh em một cái mô hình hồ cá coi mới anh em nhé. Trong cái video này mình cùng với lại mọi người sẽ thảo luận cái chủ đề mà trong cái thời gian vừa rồi rất là nhiều anh em hỏi mình luôn. Giả sử như trong hồ của mình sử dụng cái bơm nó có ba cái chế độ thấp nhất nè, trung bình và cao nhất, thì mọi người hỏi mình là nên để bơm ở cái mức như thế nào để nó phù hợp. Thì trong video này mình cùng với lại mọi người sẽ làm một cái thí nghiệm xem là khi mình để bơm ở cái mức thấp nhất và để bơm ở cái mức cao nhất nó có cái sự khác biệt như thế nào, để mọi người cùng tham khảo và mình rút ra một cái kinh nghiệm cho cái hồ của mình luôn nhé. Hồ này thì mình được sự đồng ý của em Hùng ở Hà Nam á mọi người. Thì hôm nay mình mời anh em cùng với là mình sẽ tham quan hồ của em Hùng, cũng như là em Hùng sẽ chia sẻ cái hệ thống lọc nè để cho mọi người cùng tham khảo luôn nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên em á mọi người. Hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu như anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình nhé. Đây là toàn bộ khung cảnh hồ của Hùng nè mọi người. Hồ này của mình tính luôn cả lọc chiều dài là 2,5 m, ngang là 1,2 m và độ sâu của mình là 90. Nhưng mà hiện tại bây giờ Hùng đang để mực nước chỉ là 70 thôi. Như vậy là thể tích nước hồ này của mình là tầm cỡ 2,1 khối anh em. Hồ chia ra là lọc của mình gần 600 lít đó mọi người. Hồ chánh của mình là 1,5 khối. Ở đây thì lúc mà xây làm lọc á, Hùng chỉ đi một cái đường ống 90 thôi. Nhưng mà cái đường ống 90 này thì mình sẽ chia ra là 3 hút đáy và một cái hút lửng nha anh em. Mình không có xài hút mặt. Tất cả mình sẽ kết nối nước qua bên ngay chỗ hệ thống lọc của mình. Thì thôi bây giờ mình sẽ nhờ Hùng ha, sẽ chia sẻ với lại anh em mình cái hệ thống lọc. Sau đó mình cùng với lại anh em sẽ làm một cái thí nghiệm xem là khi mình mở bơm ở cái chế độ nhỏ thì cái chất lượng nước của mình như thế nào, cá của mình nó có linh hoạt hay không. Rồi khi mà mình mở cái bơm ở cái chế độ lớn nhất á thì cái chất lượng nước nó thay đổi ra sao và cá của mình nó sẽ như thế nào anh em nha. Thì thôi cái phần lọc mình sẽ nhờ Hùng sẽ chia sẻ với lại anh em mình luôn nha. Lọc thì đơn giản, mỗi lưới len lưới trắng để cho thêm cái đèn UV nữa, ngăn giữa thì gì và ngăn thông này là 3 ống 60. Ngăn này thì ngăn giữa thì mình bỏ chỉ than, sát tay bỏ chỉ than, ngăn trong là ngăn bơm, dùng hai bơm, một bơm 4.500 lít, một bên 3.000 lít. Sắp tới thì chuyển nâng cấp bơm. Lọc mình làm những đơn giản thôi. Ngăn bơm thì mình bỏ thêm sư viên cả nhâm thạch. Mình làm thêm lọc tràn nữa. Lọc tràn mình bỏ xỉ than, trồng thêm ít cây, ngăn dưới thì mình trồng cây, ngăn trên mình trồng khoai lang.
Đây là lọc tràn. Đây là lọc tràn của mình. Và đây là lọc dưới 3 ngăn. Ngăn bơm thì rộng, ngăn bơm rộng 50. Ngăn lọc chung thì là 40. Ngăn lắng thì là 50, sâu 70. Vừa rồi thì Hùng đã chia sẻ với lại anh em mình cái hệ thống lọc hồ của Hùng á mọi người. Rất là đơn giản nha. Trong 3 ngăn ngay chỗ ngăn lắng thì Hùng cũng không có sử dụng lưới lan cũng như là chổi luôn. Ngăn thứ hai thì mình để một ít xỉ than nè, rồi qua ngăn bơm. Ngay chỗ bơm thì mình sẽ tiếp tục bơm lên ngay chỗ cái dàn lọc tràn của mình. Bơm hiện tại bây giờ Hùng đang sử dụng là hai bơm và tổng bơm của mình là gần 7.000 lít trên giờ nha anh em. Mọi người chú ý ngay cái chỗ mà lúc Hùng quay cái hệ thống lọc á, anh em thấy chất lượng nước rất là kém mà cá là hầu như nó không có bơi luôn nha. Đây để mình quay lại ngay chỗ cái đoạn đó cho anh em xem nè. Đây anh em thấy không, chất lượng nước của mình rất là kém luôn, hầu như là cá không có bơi luôn á mọi người. Nó sẽ có rất là nhiều yếu tố, một là lọc yếu, hai là thiếu hàm lượng oxy, và cái thứ ba của mình là cái bộ lọc của mình nó thiếu vật liệu lọc, xử lý nước không có được tốt anh em. Sau khi mà anh em trao đổi với nhau thì Hùng quyết định là tăng bơm. Thì đây là cái thời điểm hiện tại Hùng vừa mới tăng bơm được tầm 1 tiếng rồi mọi người. Anh em thấy chất lượng nước hoàn toàn khác liền ha. Cá rất là khỏe và hầu như nó rất là sung luôn. Thì ở đây mình với lại Hùng muốn chia sẻ lại anh em một cái thông điệp, đó là khi mà mình chọn bơm cho hồ á, nên lựa chọn cái bơm cho nó phù hợp nha. Có nhiều cái anh em mình cho rằng là hồ một khối hoặc là hồ một khối rưỡi giống như của Hùng á, chỉ cần sử dụng cái bơm 3.000, 5.000 hoặc là 6.000 là đã được rồi. Thì cái đó là mình không biết là anh em xử lý nước theo kiểu nào, nhưng mà riêng với lại cá nhân của mình á, trải qua rất là nhiều cái mẫu hồ của anh em giao lưu cũng như là kinh nghiệm bản thân của mình, thì mình cảm nhận được rằng đối với lại những cái mô hình hồ cá mà tầm cỡ một khối rưỡi giống như của Hùng á, anh em nên sử dụng cái bơm 16.000 hoặc là 15, ít nhất là cũng phải là 12.000, thì như vậy nó mới đảm bảo cái độ lọc nước nha anh em. Đây là thời điểm hiện tại bây giờ Hùng đã tăng bơm của mình lên, tổng bơm trong hồ của Hùng là 15.000 lít trên giờ nha mọi người. Đó thì anh em thấy là chỉ cần sau một tiếng đồng hồ thôi là chất lượng nước nó hoàn toàn khác đi. Và ngay chỗ ngăn lắng á, thì Hùng bổ sung thêm một ít lưới lan á mọi người. Thì anh em lưu ý nha, nên sử dụng lưới lan hoặc là lưới mùng gì đó, GMAT cũng được, để nó hỗ trợ cho mình lọc nước. Và khi mình tăng bơm á, cái lực nước trả về hồ của mình làm cái hàm lượng oxy nè, cũng như là mình làm luồng với lại là venturi anh em, nó mang theo cái hàm lượng oxy dồn dào vào bên trong hồ của mình, nó giúp cho cá của mình khỏe mạnh hơn. Và như anh em thấy rồi, cá của Hùng bây giờ rất là sung luôn và hầu như nó bơi trên mặt nước luôn mọi người. Còn nếu như mà anh em để cái hồ, cái tình trạng giống như của Hùng ngay từ lúc đầu, cái bơm nó quá yếu, nó lọc nước không đủ, anh em thấy là hầu như là luồng nó không đẩy được nước nè, rồi oxy hầu như nó không có luôn, mình chắc chắn luôn là tầm cỡ 3 tuần đến 1 tháng nữa thôi là cá trong hồ của Hùng nó sẽ bị bệnh và dần dần nó yếu và có thể khả năng là nó mất luôn anh em nha. Đó thì đó là cái mà mình muốn so sánh để cho anh em thấy được rằng hồ của mình nên sử dụng cái bơm ở cái mức to hay là mình sử dụng ở cái mức nhỏ. Thí dụ như hồ của mình là một khối rưỡi giống như của Hùng đi, mà anh em mua cái bơm của mình 3 chế độ, ví dụ như 10, 12 hoặc là 16, mà anh em không biết lựa chọn cái mức nào thì mình cho anh em có lời khuyên luôn, nên mở luôn 16 thì nó sẽ lọc nước tốt hơn nha. Hoặc là ví dụ như mình đang phân vân nên mua cái bơm 10.000 hay là bơm 16.000 cho hồ một khối rưỡi, thì theo mình anh em nên mua luôn cái bơm 16.000 để nó lọc nước cho tốt anh em nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại Hùng đã chia sẻ lại anh em mình một cái mô hình hồ cá coi 1,5 khối ngoài trời, và đặc biệt là ngay cái chỗ mình thử nghiệm xem coi là sử dụng cái bơm nhỏ với lại là bơm to thì hồ của mình chất lượng nước ra sao và cá của mình nó như thế nào. Thì như anh em cũng thấy rồi, sự khác biệt rất là rõ rệt luôn nha. Nếu như ở nhà anh em hiện tại bây giờ đang có một cái mô hình giống như của Hùng, mình đang phân vân không biết lựa chọn bơm như thế nào, thì anh em có thể tham khảo ngay chỗ cái lọc cũng như là ngay chỗ chọn bơm hồ của Hùng nha. Thôi chắc có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó Hùng, anh chúc em với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe, công việc của Hùng làm ăn ngày càng tiến triển và phát đạt nha. Nếu như mọi người xem video thấy những cái mình với lại Hùng chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nha. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.